đi ra khỏi nhà đi, nhanh lên. Ôi anh đuổi em nữa. Thôi đuổi ra đi. Đi nhanh lên. Bây giờ bảo như nào? Biết. Xin anh đi đuổi em nữa. Xin kéo gì? Bây giờ tôi bảo như nào rồi? Tôi bảo ở đây mà mày mày làm như thế à? Đi giỏ nào đây. Nhanh lên. Đi giỏ nào. Ôi con chó có ý thức chứ. Con chó có ý thức con người mà. Cùng đi mà về đi. Từ ở đây sẽ đi. Bây giờ nó mưa rồi thì ấy ra cho nó ướt người cho nó nhục. Từ đi về đây. Nhanh lên lên lên. Nói nhiều cũng phải giải thích đâu. Giờ anh đây một người đấy nhở. Xem út đi đi. Đi ra khỏi nhà đi. Nhanh lên. Ôi anh đuổi em nữa. Thôi đi ra đi. Đuổi em tôi à. Nhà mày chưa. Đuổi em ra đi. Cái gì thì ra khỏi nhà đi. Đi nhanh lên. Bây giờ bảo như nào. Biết. Xin anh đây đừng đuổi em nữa. Nhục thế. Xin kéo gì bây giờ tôi bảo như nào rồi. Tôi bảo ở đây mà mày mày làm như thế à. Ôi bây giờ cái lúc sướng thì ai chứ chưa, cái lúc mà ấy em là người đứng ra làm hết, anh phải chỉ quân được. Thôi rồi giờ lấy tôi, anh đi 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 mày cần đi không? Một cái chuyện là không khóa cửa để đằng kia vào luôn mà. Sao vậy anh đuổi em? Trong lúc mày, em ở đây khóa mày mà nói nhiều hơn không? Cháu thì nó là đúng tay. À do mày đấy, mày xui nó, mày chưa? Mày cầm quần áo đi lên. Đấy, lên cầm quần áo. Mày đi không về đâu. Nhà tôi không nào không ở nhà ở đây nó sung sướng ở đây làm gì? Nhục mặt chưa? Sướng chưa? Người ta không thích mình ở đây rồi đuổi đi rồi, vẫn còn muốn ở lại. Các bạn nhục thì sao? Không có nhảy ở đây là mình cố ở đây là vào đi bạn em. Em vào đi. Vào như nào đi lên. Dọn cho nó tự dọn. Đi tự dọn áo lên. Nhanh lên. Đi dọn nào. Ôi con chó có ý thức chứ. Con chó có ý thức con người mà. Người ta thổi đi. Đuổi đi rồi còn bắt có cố tình ở lại làm gì? Không hay đón tiếp mày đâu. Phải tiếp được nó kéo đi tiếp. Đi dọn quần áo đi. Ngày tối đêm rồi mai về. Mai gì? Có bác sĩ mà về nhà giàu không à? Bác sĩ mà về. Nhà mày bố mày vào nhà giàu không à? Bảo ông mau tôi mà đón. Ừ, đi bây giờ luôn đi, không có đứa mai đâu. Ủa, đi sớm cho tốt. Ở đây chật nhé, giúp tình dụng nhẹ. Ở đây tiền phá, ở đây lại hãm hại bác cái gì đâu mà. Loại này làm ăn được gì? Chuyện gì mày? Mày nói gì? Thì mày, mẹ có loại mày thì không ra gì, ta cả nói. Mày, đi lên. Ôi, đừng có cay nữa. Còn đi. Hút lên. Lên. Đây con đang ở đây đi mai anh về, bây giờ tầm 12 giờ đêm rồi. Con xe nào chạy đến đâu? Thôi mày. Cùng đi mà về đi. Từ ở đây sẽ đi. Bây giờ nó mưa rồi thì ấy ra cho nó ướt người cho nó nhục. Từ đi về đây. Nhanh lên lên lên. Trời đang mưa lên trời mà đây đi mai anh về. Đây được gì à? Kéo gì đâu mà. Không quay được chuyện đấy bỏ anh về của em à? Sao cái lúc mà chưa được chuyện sao anh vui lắm mà. Mày đừng nói nhiều ra, mày ở đây tao không vừa ý đâu. Có gì đâu vừa ý. Tao không thấy đấy rồi biết mặt đi. Cái lúc chưa bị nằm kia phát hiện ra thì em sao vui thế. À, lúc bây giờ nó phát hiện ra rồi. Mày đừng nói chuyện với anh nhá. Cùng là đồng lã nhau, sao bây giờ là lần mặt. Bây giờ nó biết mày đầu lại mày nữa. Bây giờ nó sai, bây giờ nó
thằng tao biết quay đầu là bờ. Loại mày này, từ ngày mày đến thì nó bị trở nên thế chứ. Nếu mà không có mày ở đây thì làm gì nó còn dám hơn. Ôm đi, ôm hết đi, quần áo đi. Em không về, mà đây, mai em về. Mai anh ở đắt thế. Anh đuổi không biết nhục à? Anh cho ở là anh, mai về. Nó thì tao ở đây, chúng ta mày à? Nhà mày kéo đâu? Bây giờ ấy, bác Thắng ở đây rồi, mày chưa? Bây giờ không có ai quý mày đâu. Bác Thắng không muốn nhận mày làm con tông đâu. Nên mày cút ra khỏi nhà này đi. Mày không có vấn đồ thủ đi thế rồi mà lại. Mày muốn làm ai về làm sao nhỉ? Mày làm được việc gì không à? Ờ làm gì? Muốn việc không được là sao bây giờ lại đổ người khác à? Thôi đâu, bảo gọi bố ra mà đón đi. Nó nó về gì nữa, ở đây làm gì? Nhà giàu mà đón, nhà giàu mà. Chú mày về đi, từ giờ người ta được biết. Ở đây một giây một phút nhìn mà ngứa hết cả mắt ra. Nhà mày làm gì? Tao ra nhà mạng tao chơi, không phải nhà mày. Tao mà, có người thủ như này à, tao phát mất là tao về nhà tao luôn, nhưng tao phải ở đây là chú mày cút về đi, để con cho tao được biết. Đây là nhà bà tao, không quyền sang. Chẳng phải nhà mày, nhà bà tao đang chi tao. Bà tao đứng đuổi mày đâu quyền gì nữa. Nếu mày muốn về, em bảo cho nó về. Con giải quyết luôn. Không thì thôi. Không thì thôi, giải quyết nó đuổi nhung mặt thế rồi, giải quyết béo gì nữa. Mấy người về đi, tôi nói chuyện với nó, cho nó luôn. Thế thì bạn phải đuổi ngay con này ra khỏi nhà mới chưa? Đúng rồi, phải đuổi nó luôn đi. Cho đuổi khỏi tối này luôn, không có lấy. Lên xuôi tao về. Mặt kia ơi, quốc mày chưa? Mai đâu mà sang thấy mặt mày nữa, tao cho mày quốc mặt luôn. Tao đúng rồi, vỡ hồn luôn. Làm cái điều nào ơi, bị chồng đuổi đi nè. Thôi đi đây. Quê chưa? À, đây, cô này. Về. Quốc về nhanh lên đi. Mày đã mày đuổi. Đi tôi. Đây chưa? Quê nhà. Kéo nhau về, giờ các bạn đi ngồi đây. Ủa thôi. À, nói gì cũng vậy. Anh đuổi em mà, sao anh đuổi em đi? Yên mà, anh đuổi em làm gì? Anh phải dặn của anh đuổi em như thế. Cho bọn nó thấy, bọn nó biết là anh đuổi em đi. Xong rồi nó về, nó nói chuyện với thằng Kiên. Để thằng Kiên nó biết mình là đuổi em đi. Em hiểu không? Thế đây, phải nói em chân chân thì anh dù anh vừa nó bây giờ chưa? Chúng nó đấy là chụp ảnh các kiểu đấy. Anh nhìn mặt chưa? Điều gì em mà chịu một tí đi không sao đâu. Chẳng có gì cả, đi đuổi người ta đi. Anh thương em như thế không biết đuổi em đi làm gì. Đấy là đang kế hoạch của anh đấy. Anh làm như thế thì cho bọn nó hiểu lầm chứ em. Em hiểu không? Thế thì phải nói trước là lần sau phải nói trước phải là anh em viên chúng nó chứ thì anh đừng đuổi đi, tẩn thật ra. Không phải như thế, em nói em bình tĩnh chứ nào. Cháu chứ mình tính cả. Đấy anh đang cái lúc thì... kế hoạch của anh đấy. Cái lúc thì chưa chuẩn bị thành công thì vui đấy. Bây giờ thì em đi đuổi. Anh yêu em không biết nữa, đuổi em đi làm gì, đứng ra nhân viên. Nó sao ấy mà muốn kế ấy gì ấy thì có mồm nói nào. Cô ta cứ tưởng thật đấy. Anh xin lỗi, không nói với em trước. Lần sau anh đi, lần sau anh kế hoạch của anh nói em trước. Lần này anh không nói, anh làm như thế thì cho nó biết thật chứ. Bây giờ nha, bọn nó biết thật mình, anh đuổi em đi rồi. Nó về nó nói chuyện với thằng Kiên nhá. Thằng Kiên nó tin rồi, Kiên nó nghĩ là anh đuổi em đi rồi, nó yên tâm, em hiểu không? Đấy, kế hoạch của mình như thế chứ. Bây giờ, không đuổi em đi nhá. Nó càng làm tới, nó càng làm to chuyện cơ. May cho anh là em còn cố trước đây nha, không tí em về thì em bỏ về thật thì anh làm như nào? Lúc đấy em, nếu mà em đi thật thì anh gọi em về, có sao đâu. Gọi, gọi, nó cứ về đến nhà rồi gọi. Bố mẹ còn lâu cho đi lớp nữa. Chỉ làm sao có chuyện đấy em cũng than thiên. Ôi đi, đi vào ngủ đi. Anh... Là sao mà có biết gì thì nói đấy, không phải là cứ tự ý mà đuổi hay gì đâu về. Đuổi thật ra về đấy. Em đi vào ngủ đi. Có nhiều.